thiết kế hệ thống cho con nuôi con cái không chuẩn bị để lên cái ống để đi sinh sản. Con này nó mập màu lông đỏ rực luôn. Con này lỗ là con rồi màu nhìn rồi nhức nách lên á. Anh em muốn mua giống này thì nuôi cực kỳ là khô. Đây nó bước cái chuồng nên mặt quay nó cũng không đẹp lắm. Đấy, rồi. Alo, giới thiệu giường ngủ. Rồi cầm để sát cái miệng luôn nha. Nói mới nghe được. Action. Sức khỏe nó sẽ tốt hơn là cho nằm dưới nền bê tông. Vui. Được dùng để làm có bảo vệ tổng thống Mỹ như tổng thống Obama, tổng thống Donald Trump khi mà đi công du các nước thế giới thì đặc nhiệm Mỹ sẽ dùng cái loại chó đất Hà Lan này nè làm chó nghiệp vụ để bảo vệ. Giống chó này lớn lên thì có thể đạt 40 kg. À, trí thông minh nó cao, dễ huấn luyện, dễ nuôi. À, chó này cũng tham gia tiêu diệt khủng bố Osama Bin Laden luôn á. Chó này bên cái cỡ chiến trường như Afghanistan hay gì đó, Syria rồi thì đặc nhiệm Mỹ, Anh, Pháp các nước thì sử dụng cái loại bạc viên này. Bên mình có bán con này luôn hả? Có bán loại này. Giá bao nhiêu anh? Giá khoảng tầm 10 triệu một con. 10 triệu một con. Nuôi giống chó này rất dễ nuôi, nó cũng dễ ăn lắm. Chó này giữ nhà được không anh? Giữ nhà được, trung thành, thần kinh tốt. Nó chỉ cắn theo hiệu lệnh thôi à, chứ nó không có tấn công gọi là không kiểm soát, nó rất là nghe lời. Ví dụ con chó mình kêu ngồi là ngồi, kêu nằm là nằm. Con này thấy nó có vẻ hiền ha? À, nó chỉ hiền khi mà chó nó không có hiệu lệnh tấn công, nhưng mà kêu tấn công là nó sẽ tấn công liền á. Ờ. Tai vẫn nè. Tai rất là thính. Nó có màu vện giống như là chó Phú Quốc của mình nhưng mà nó không có đốm, không có xoáy lưng mà nó to gấp đôi của chó Phú Quốc mình luôn, mặt nó đen. Này của nước Hà Lan. À. Chó này là thuần chủng luôn anh, có chủng giấy luôn. Tờ luôn hết á. Chó này nhập phải có giấy tờ. À. Nhập trực tiếp từ bên nước ngoài về ha. À, đúng rồi. Chó con nó ra mình bán ra đều có giấy tờ. Ừ. Nếu mà mấy con không có giấy tờ là do nó qua nhiều thế hệ mình không làm giấy tờ thì sẽ không làm được giấy tờ được, giấy khai sinh được. Ừ. Anh quay lấy toàn cảnh thấy cái thân hình nó dài. Thấy cái sống lưng nó dài đẹp lắm.